toàn thùng. Con cháu đồng chủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui như tiền đồng phước. Sức khỏe làm trước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Chúc một năm sống vui phát tài. Một năm chúc phát tài sống vui. Xuân xuân về vui nắng tràn dâng cho dân làng lúa nặng thêm bông. Cho vườn cây xanh trái đơm hoa vui đồng xanh lúa thơm cây cày. Cho ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Tâm nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mẹ cha, dâng lên bao lời
sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha. Tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Lời ru con mang theo sự tuổi thơ, con ước mơ
sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn. Con cháu nội ngoại, hôm nay tại cụ nhà cụ Tăng Tham Mơ, xóm ba thôn Phúc Trung, xã Thái Thụy, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, các con cháu chắc bên nội bên ngoài tổ chức mừng đại thọ cho mẹ và cụ tuổi 90. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân khẩn trương về hội trường để buổi lễ mừng thọ được bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong ngày vui trọng đại mừng thọ tuổi cụ đại thọ tuổi 90, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các con, các cháu bên nội bên ngoại thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng lễ đại mừng thọ cụ Tăng Thị Mơ. Sau đây chương trình văn nghệ được bắt đầu. Hôm nay chúng con về dự lễ mừng thọ của mẹ. Chúng con là bạn của anh chị Bình Tâm trong câu lạc bộ cựu chiến binh thành phố Thái Bình. Chúng con chúc mẹ mạnh khỏe, sống mãi cùng các con cháu. Để mở đầu cho chương trình văn nghệ, đó là bài Mừng tuổi mẹ do anh Đức Minh thể hiện. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng dần. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay như gió như mây, bay qua đời con như gió như mây, bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, là như trôi trên cây, gió lấy mẹ rụng, thương mẹ nhiều hơn. Gió lấy mẹ rụng, thương mẹ nhiều hơn. Tình thương rộng lớn bao la, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi. Sang ngày tôi xa mẹ càng gần, dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm vui mới, mỗi mùa xuân mới tôi mừng với mẹ. Ngày ơi con mừng tuổi mẹ, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Để tiếp nối chương trình là bài hát của đoàn câu lạc bộ thể hiện. Khách đến chơi nhà mấy khi, khách đến chơi nhà giọt trời hát xuân đến theo lại nhau. Hát xuân bên cha mời nhau, để anh xây một miếng chào do dần dần tiến qua tàu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền ná, đừng áo tứ thân đừng thân bao qua, đừng có để người ở đừng về. Cho anh thương anh ăn đầm lưng để người thương. Thiên cha đừng chắc, ra người ngoan đừng hát, để rồi hơi ai này phải làm thế bây giờ. Ra họ với chồng ra ngõ mà chờ. Đến chơi nhà mấy khi, thanh đến chơi nhà mời, hát xuân đến nhà mời nhau. Hát xuân đến nhà mời nhau, để anh xây một miếng cầu cho bạn vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng lên má, đừng áo tứ tân đừng tân bỏ qua, đừng áo tô người người ở chung về. Cho muôn anh mắt ngọc mừng để người dân em cha đừng chắc, ra lời ngoan đừng hát, để lối hơi ai phải phải lòng để thấy nhờ. Ra họ mấy chân ra họ mà chờ. Ra em đừng hát hay, ra em đừng nền ná, đừng áo tứ thân mình đang bỏ qua, đừng đừng câu với người ở đừng về. Cho buông anh mắt lòng lên để người dân nhớ người như thế này. Ra miếng chầu đừng cay, ra chén trà đừng chán, ra người ngoan đừng hán, để rồi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra họ ngay trong nhà ngõ mà chờ. Khách đến chơi nhà dần, khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà dần, khách đến chơi nhà, chúng ta
tiếp nối chương trình, đó là Tam Ca là con trai của mẹ sẽ thể hiện bài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hát về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng. Đầu xuân lên trong đời mẹ sân phố ra hàng ngày, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơ, là biết mấy chờ mong mai mòn cùng đứa con ta đi không bao giờ trở lại. Chỉ câu hát xuân xuân biên lưu, chỉ câu hát một đời người dư là trẻ mãi. Chìm đắm đất nắng nắng tay, tình thương nhớ mẹ bay bay. Tình một dáng đàn con của mẹ là sáng những cây non tươi xanh giờ đầy lòng. Ngọn đèn nhớt nở đều lên qua quãng khắc tình về tận đêm. Lòng mẹ sáng, mẹ hát cùng con. Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước non. Lỡ nhớ sau đau tăng này và chúng con hôm nay như lùa vào lòng mẹ. Lại nghe hát du con bên đôi, mẹ lại kể câu chuyện hồi xưa. Mẹ trẻ mãi, mẹ hát cùng con. Trong tình những con, mẹ Việt Nam anh hùng. Tự hào chúng con, có mẹ Việt Nam anh hùng. Mọi ngọn từng đứa con ra đi không bao giờ trở lại. Chỉ câu hát du con bên môi, chỉ câu hát một đời mẹ du là trẻ mãi, trẻ mãi mẹ ơi. Chìm đắm nước ngàn đắng cay, tình thân nước mẹ bay bay. Tình một gian đàn con của mẹ là dáng những cây non tươi xanh giờ lạnh lòng. Mọi quen bước lâu hơn mình, qua đường khác thường về đời trên. Lòng mẹ sáng, mẹ hát cùng con. Đứa con mẹ đã có cả nước non, có lỡ nhớ sâu đau tâm này và chúng có một mẹ. Lại nghe hát du con bên đôi, mẹ lại kể câu chuyện ngày xưa. Người trẻ mãi nhau nay sao vàng rực rỡ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân cùng về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui Sài Gòn ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông sao rực rỡ hôm nay hát vui chơi hội toàn dân Sài Gòn ơi sắc son đã bạc Sài Gòn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa thì em yêu thương hồi toàn tháng nào lúc đất nước ta mới lên xây dựng vun đắp những ngày ta muốn gieo bài và khắc ca muôn đời Việt Nam tổ quốc anh hùng, hồi về dốc bao tình cảm và điều thành hòa thành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh ta mơ
bay tới sân đất quê hương ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ đẹp áo kiếm thương hoa đăng những đôi cười là bao hoa đầu từ tâm trong cầu còn tin mãi mãi cho quốc muôn đời trọn vẹn ca lo cho công nhân giang sơn Việt Nam. Ta đi trong một ánh sao vàng ở phương bay rộn ràng và bê phê những bước chân tuồn về đây Sài Gòn ơi vững tin bao năm rồi ôi anh thân vô biên đắng nhớ thì em những lời yêu thương nào luôn đất nước ta nuôi lên xây non sông núi hiên ngang ta muốn giờ vàng chúng ta vừa được lắng nghe rất nhiều giọng hát rất tuyệt vời của hội cựu chiến binh cũng như là hội thương binh nặng của đến từ thành phố Thái Bình. Quý vị có thấy hay không ạ? Ai cho một tràng tay mà ngay bây giờ cho phép cháu là cháu ruột của bà Tăng Thị Mơ. Alo, hôm nay cũng có một món quà nho nhỏ, thứ nhất là tặng cụ cũng như là tặng toàn thể quý vị, các cụ các cô bà đã mặt tại gia đình nhà cháu ngày hôm nay với một sáng tác của bản thân cháu luôn, viết về quê hương mảnh đất con người Thái Bình của chúng ta. Ca khúc được mang tên Lời Dương Kể. Xin các cụ công bà hãy tặng ứng cho cháu một tràng tay nho nhỏ. Cánh đồng quê tôi mênh mang và huyền thoại điệu trèo lư lư nghiêng nghiêng cánh cỏ xa văng vẳng lời ru mẹ kể chuyện tình xưa hồn thiêng sông núi linh thiêng điệu trong trèo hay hô 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 và cờ tung bay sang bình minh ngược ra cái biển đông cánh đồng là gió tắm đầy hoa sông mẹ lại thiết tha đọc bồi tranh mưa cánh đồng ta dầu vai ngồi biển biết em tôi dương dương cười giữa đông bay bay bước lên than đi lên cùng sông núi rồi sụp từng trống trong 30 em cha em lại dặn dò và chùa vẫn nhớ thành tâm mười tư mười sóng gió nhẹ heo heo hồi kéo vui thanh mình quê lúa đặt trèo mẹ kể có lời ru vui thanh mình quê lúa đặt trèo mẹ kể có lời ru Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gia đình, họ hàng, làng xóm. Từ thời cổ xưa, cứ mỗi độ xuân về, người ta thường treo đôi câu đối: thiên tăng tế nguyệt nhân thiên thọ, xuân mãn càn khôn phúc mãn trường. Nghĩa là trời thêm năm tháng, người thêm tuổi, xuân khắp non sông, phúc mọi nhà. Việc mừng thọ là lòng hiếu thảo của các con cháu đối với ông và cha mẹ. Kính già trọng thọ là truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu với người cao tuổi. Cùng với sự chăm sóc phụ dưỡng của ông bà cha mẹ thường ngày, đó là truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Hòa trong khí thế vui tươi của mùa xuân năm Mậu Tuất 2018, cùng lòng biết ơn sâu sắc của các con cháu về cụ, hôm nay ngày 9 tháng giêng năm Mậu Tuất, tiết gặp xuân đã được nửa tháng, đất nước, địa phương, nhà nhà, người người vừa vui đón Tết Nguyên Đán, chuẩn bị đón tiết Thượng Nguyên. Trong không khí tràn ngập xuân sang tại gia đình cụ xóm 3, thôn Phú Trung, xã Thái Thụy, Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, các con cùng các cháu long trọng tổ chức lễ đại mừng thọ cho mẹ bà cụ tuổi 70. Con nhiệt liệt chào mừng ông Vũ Thanh Vân, thôn trưởng thôn Phúc Trung, xã Phúc Thượng ở Phúc Phúc, huyện Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã về dự buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn. Về phía gia đình, xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Độ, ông Hoàng Văn Đô, ông Hoàng Văn Bảy, đại diện cho chi hai họ Hoàng Bảy Đợ. Về dự buổi lễ đại mừng thọ, bà cùng các ông các bà đại diện thông gia với cụ, với các con cụ cũng về dự đông đủ, đề nghị quý vị nhận phát anh. Về dự ông có đầy đủ các con cháu chắc nội ngoại đã có mặt trong buổi lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kịp đầu xuân Mậu Tuất, cho tôi xin được thay mặt ban tổ chức lễ mừng thọ cụ Tăng Thị Mơ trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô chú, anh chị em, cháu chắc một năm mới có nhiều sức khỏe. Gửi tới gia đình một lời chúc an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Toàn thể các đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đại gia đình, giờ phút trong đại tuổi mừng thọ kính cụ của cụ Tăng Thị Mơ tuổi 90
bắt đầu. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện gia đình, con cháu chất của gia đình lên dâng bức mừng thọ. Mẹ, bà, cụ ơi, năm nay mừng thọ bà, tuổi bà 90 niên kỷ đã trôi qua, chúc bà phúc dư đầy long hài, vĩnh cửu trường niên tựa Thái Sơn. Thật là trời cho thêm tuổi, đường đời vững chân. Ơn nhờ phúc ấm tiên nhân, con cháu phụ dưỡng thêm phần khỏe vui, bách niên vạn đại với đời, vươn cao bóng cả tốt tươi thọ trường. Ngày nay thật tự hào cuộc đời của mẹ đã là cây. Các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô dì, chú bác hiện diện trong buổi lễ mừng thọ hôm nay, cháu chắc rộn ràng, câu cười nói trẻ trẻ hân hoan, gọn vòng tay vui xuân vui vui câu sum họp cùng đón xuân chùa xuân an lạc nhà. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Thanh Bình, con trai trưởng của cụ, đại diện con cháu chắc trong gia đình lên phát biểu mừng thọ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa mẹ Tăng Thị Mơ, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các vị đại diện dòng họ, dòng tộc họ Hoàng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, chú dì, cậu mợ, thưa quý vị đại biểu khách quý của gia đình cùng bạn hữu gần xa. Hôm nay trong không khí tiết xuân nhẹ nhẹ ấm áp thanh bình, cùng với sắc xuân mây trời lồng lộng, hoa trái xung cảnh báo hiệu một mùa xuân đầy hạnh phúc và no ấm. Để đồng hành cùng với mùa xuân, gia đình chúng tôi trang trọng làm lễ mừng thọ cho mẹ của chúng tôi là cụ Tăng Thị Mơ tròn 90 tuổi. Người xưa dạy rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả như người trồng cây, đó là truyền thống quý báu của người Việt Nam muôn đời để lại. Thưa quý vị, mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, ông bà ngoại bần hàn cơ cực, rau cháo lần hồi nuôi 4 người con, 1 trai 3 gái. Lớn lên, mẹ tôi về làm dâu họ Hoàng. Mấy năm sinh hạ được 2 anh em tôi, gần 4 tuổi, còn em trai đang còn bế nửa thì cha tôi không may qua đời, để lại gánh nặng trên đôi vai của ông, của mẹ và ông bà nội thì luôn ốm đau. Cuộc sống thật cơ cực, cơm chẳng đủ no, áo chẳng nành, lần hồi rau cháo cùng với bà nội chạy ăn từng bữa. Chúng tôi được mẹ bà chất chiêu cho ăn học hết lớp 7. Lần lượt anh em tôi trưởng thành, người vào bộ đội, người làm công nhân. Chúng tôi lớn lên trưởng thành trong cái nôi của nghèo khó, cùng với sự gánh nặng trên đôi vai của mẹ. Chẳng trách móc, chẳng oán than, mẹ lầm lũi một mình thương con, nước không trôi giọt lệ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha. Hôm nay đây, mẹ vừa tròn 90 tuổi, mắt vẫn còn sáng, tâm vẫn còn trong, lòng vẫn còn tỏ, thật hạnh phúc biết bao. Khi chúng con còn mẹ, các cháu còn bà, các chắc còn cụ, thật vinh dự và tự hào mẹ hôm nay, gia đình chúng ta đại phúc
đại thọ. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các quý vị, thay mặt cho chính quyền địa phương, các bạn bè thân hữu, đại diện cho các gia đình thông liên gia của mẹ, cũng như đại diện cũng như thông gia với các con, cùng các vị đại diện gia tộc họ Hoàng, cùng toàn thể nội ngoại tộc, các con cháu chắt về dự lễ mừng thọ hôm nay với lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Thật là nghĩa nặng tình sâu với lời phát biểu của người con đại diện cho con cháu chắt phát biểu. Thật là mậu tuất phúc thọ con cháu chắt. Chúc cho mẹ bà cụ năm mới sang phúc lộc cùng thọ luôn tiến tới, con cháu ngoan giỏi học hăng say. Chúc mẹ bà mãi mãi vui, tuổi thọ càng cao bệnh đẩy lùi, con bầy cháu đống đông vui quá, năm mới Mậu Tuất thật nhiều vui. Kính thưa toàn thể phòng lễ, ban tổ chức nhận được lòng nguyện ước của các con cháu rằng ngày nay mừng thọ bà tuổi 90, mong sao ngày này 10 năm nữa mừng thọ tuổi 100 mẹ vẫn nói vẫn cười. Xin hội nghị cho toàn thể. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, về dự chúc vui ngày lễ mừng thọ Tăng Thị Mơ tuổi 90 với sự hiện diện của các ông bà đại. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các quý vị đại diện cho dòng họ Hoàng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thưa toàn thể gia đình, thưa bác Tăng Thị Mơ tuổi 90. Trước hết, tôi thay mặt cho Đảng, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận Phân Phúc Trung và thay mặt cho gia đình xin được phát biểu mấy đôi lời như sau. Hôm nay ngày 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất xuân năm 2018 cũng đã qua được vài ngày, mùa xuân mừng Đảng tròn 88 tuổi, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Nguyễn và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, vị lãnh tụ tiền bối của quê hương Thái Thụy. Chúng tôi có mấy vần thơ chúc bác Tư cụ thể như sau. Chúc mừng bác Mơ tuổi 90, chi nhân gia lão ai nào sánh cho, phúc lộc đâu phải chờ cho, dày công tu tạo mới lên ánh ngà, 90 tuổi vẫn chưa già, vườn rau ao cá việc nhà việc công, cuộc đời giản dị tinh thông, họ hàng lối xóm mạnh nồng yêu thương, 90 tuổi vẫn tinh tường, bao dung độ lượng nhịn nhường thanh cao. Xin chân thành cảm ơn. Tiền ban tổ chức và gia đình rất chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của ông đại diện cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người cao tuổi của thôn Phúc Trung. Xin chân thành. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các vị đại biểu khách quý, thật là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng của mẹ kính cha, chữ trung chữ hiếu thân tròn đạo con. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời về trong hoạt động. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Văn Độ, ông Hoàng Văn Bảy đại diện thay mặt cho họ tộc lên tặng hoa chúc mừng. Vâng, xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Tăng Quốc Trấn, ông Tăng Văn Bảy và Tăng Thị Ngân, ông Tăng Văn Nhuần và ông Tăng Văn Tài đại diện cho bên ngoại lên chúc mừng, tặng hoa chúc mừng cụ. We'll be right back.
quý kính thưa các cụ công các bà cùng toàn thể con cháu gần xa trong buổi tiệc lễ tổ chức mừng thọ các cụ và cho chị cụ hôm nay. Tôi cũng có mấy vần thơ để chúc chị thọ mãi mãi. Nguyện ước trăm năm vẫn đợi chờ, đầu xuân chúc thọ thỏa ước mơ. Mừng xuân chín chục chị khỏe mãi, cửu thập niên xuân vẫn đợi chờ. Cây có gốc với lẩy chồi xanh ngọn, nước có nguồn nơi bể cạn sông sâu. Mẹ từ làng ý quê ý xóm thương thân gầy bờ khuya thân lội chăm nghĩ chút nghĩ đàn con tiến chồng nghỉ đi kháng chiến đi vai gầy lặng nghỉ gánh vẫn vững vàng trung hậu đảm ý đang ý phòng kính mời và dì Tăng Thị Hoa lên tặng hoa chúc mừng cho chị. Xin trân trọng xin mời bà. Vâng, rất là cảm ơn chân thành, cảm ơn bà dì đã đến chúc mừng ngày này. Sau đây văn xin trân trọng mời gia đình con gia trưởng lên tặng hoa quà chúc mừng mẹ. Xin ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời con giai thứ lên tặng hoa chúc mừng mẹ. Cụ lên hoa chúc mừng cụ. Gia đình ngồi mặt phải. Toàn thể cháu và mẹ cháu, tức là người mẹ đã đẻ ra ba các cháu nội của cụ đây. Đại gia đình thì chúng ta sẽ có một món quà để tặng cho cụ. Vâng ạ. Là người thay mặt cho toàn đại gia đình nhà chúng cháu ạ. Dạ vâng, cháu xin phép ạ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình nhà con trai thứ lên đặt quà. Cảm ơn. Trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Bình thông gia với các con của cụ lên tặng hoa chúc mừng. Xin cảm ơn. Rồi.
Vâng, xin chân thành cảm ơn đề nghị hội cho tài vỗ tay. Trân trọng giới thiệu và kính mời hội bạn bộ đội, đồng đội chiến đấu với bạn con trai cụ lên tặng hoa và quà. Các cụ công, các bà cùng bà con cô bác, hôm nay ngày thượng thọ mừng cụ là người bạn chiến đấu của chúng tôi, là anh Hoàng Văn Bình, đã 485 mùa xuân, một mùa xuân từ mái tranh nghèo chúng tôi ra đi, tới nay mà bây giờ anh em chúng tôi ngồi đây đứng đây chúc mừng mừng thọ cụ mẹ 90, mẹ Việt Nam, mẹ là người con bất tận của chúng con. Hôm nay chúng con rất niềm phấn khởi và tự hào, và nhìn thấy người mẹ của con vẫn khỏe, chúng con vẫn khỏe và hăng say lao động công tác là một niềm phấn khởi. Đầu xuân mới, tôi thay mặt cho anh em người chiến sĩ đồng đội năm xưa, mùa xuân 72 bắt đầu chúng tôi ra đi, đến hôm nay lại được gặp mọi các cụ, các ông, các bà trên quê mảnh đất quê hương này là xã Thái Phúc chúng ta. Chúng tôi là thay mặt cho anh em là phấn khởi, và cuối cùng con cũng thay mặt anh em đồng đội chúc mẹ vạn thọ và luôn luôn là một cây cổ thụ để cho chúng con là một là tấm gương học tập và tiếp tục trong đường đời sự nghiệp của chúng con. Cuối cùng chúng con là cũng mừng mẹ và bạn của con trai cụ lên tặng hoa. Đây, phòng lễ to tạm vỗ tay ạ. Giới thiệu và kính mời gia đình cho Nguyễn Duy Chính và bạn của con cụ lên tặng hoa các chủ. Vâng, đề nghị lễ vật to tạm vỗ tay. Giới thiệu và kính mời ông Phạm Xuân Bắc, ông Trần Xuân Lâm, bạn của cùng tổ dân phố tổ 19 Trần Hưng Đạo cũng có hoa tươi thắm lên chúc mừng cụ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, đại diện cho các cấp bộ đảng chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho dòng tộc họ Hoàng, thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè của các, và các cháu. Hôm nay trong dòng họ, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ đại thọ cho cụ Tăng Thị Mơ. Chúng tôi là những người con sinh sống tại thành phố, nơi con trai của mẹ Tăng Thị Mơ đang sống và làm việc. Chúng con có đó hoa thơm đến kính chúc sức khỏe của mẹ. Cuộc đời của mẹ sinh ra và lớn lên trong một cái khung cảnh đất nước rất nhiều khó khăn. Chúng con biết mẹ vất vả nhiều lắm. Chúng con là những người trong một cái cuộc chiến tranh ái quốc rất vĩ đại của dân tộc. Những người cầm súng ra trận đã không nói rồi, nhưng những người mẹ ở lại địa phương khắc khoải chờ mong mòn mỏi, chỉ nhìn mái tóc mẹ bạc phơ, ánh mắt mẹ như mơ, chúng con biết mẹ rất vất vả. Hôm nay trong ngày vui mừng đại lễ cho mẹ, chúng con thay mặt cho anh em đang sống tại thành phố kính chúc mẹ trường thọ khỏe mạnh, kính chúc mẹ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời con Cúc là bà chị gái của dâu cụ cùng các con là bạn ở con trai cụ Tâm Bình có hoa và quà lên chúc mừng cụ. Xin trân trọng kính mời.
Vâng, xin ra thân cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu anh Hà Đồng Bộ. Anh Hà Đồng Bộ là quê hương ở Vũ Phúc, ở Thái Phúc, lên có hoa chúc mừng. Vâng, xin lễ thân thành cảm ơn ông. Ban tổ chức xin trân trọng nhường là em bên ngoại có bông hoa nên chúc mừng cụ. Vâng, đây là lễ hội ta tặng cầu tay. Vâng, xin lễ thân thành cảm ơn ông bà. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, cô chú bên nội, bên ngoại. Qua thời gian ban tổ chức đầm ấm, hạnh phúc và long trọng lễ mừng thọ mẹ, bà, cụ Tăng Thị Mơ tuổi 90 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức và gia đình, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các vị lãnh đạo địa phương, các cụ, các ông, bà, các bác, cô, chú, anh chị em bên nội, bên ngoại đã về dự và chúc mừng đại thọ cụ tuổi 90. Sự có mặt của các vị đại biểu khách quý, các vị lãnh đạo địa phương, các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các anh chị em bên nội, bên ngoại là niềm vinh dự của gia đình, góp phần long trọng vào buổi lễ mừng thọ, là nguồn chia sẻ, cổ vũ, động viên to lớn về tinh thần dành cho cụ và gia đình. Thay mặt ban tổ chức và gia đình, xin được kính mời các vị đại biểu khách quý, các vị lãnh đạo địa phương, các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị em bên nội, bên ngoại cùng bà con, cùng toàn thể các cháu, chắt nội ngoại ở lại ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình và uống rượu chúc mừng cụ tuổi 70. Xin trân trọng cảm ơn. Tất cả ổn định đúng không? Và như vậy là tôi xin hô để các cụ cùng nâng cốc nhá. Và xin mời quý các vị nâng hôn đi nào. 2, 3. Bay qua